Thưa quý vị, trước dự báo áp thấp nhiệt đới hoạt động ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão với tên gọi là bão Ma-ong, trong khoảng 24 đến 48 giờ tới sẽ đi vào Biển Đông. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí. Cụ thể, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau. Theo dõi chặt chẽ, thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu thuyền biết diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Thông tin hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất để điều chỉnh kế hoạch sản xuất trên biển, ven biển phù hợp với diễn biến của bão. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão để chính quyền các địa phương và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.